Nếu bạn đã từng đi học, điều mà ai cũng từng trải qua, chắc chắn bạn hiểu rõ sự khủng khiếp của việc lên bảng làm toán. Đáp án là 5. Nếu bạn cần một chút giúp đỡ trong lớp, chúng tôi có vài mẹo thủ công trường học tuyệt vời sẽ là cứu cánh cho bạn. Ôi, bạn có vẻ hiểu sai rồi đó Sophia. Chào mừng bạn đến với thứ tư, ngày mệt mỏi nhất trong tuần. Wow, tôi nghĩ rằng tôi đã ngủ gật. Nhìn xem tôi đã làm gì này. Tôi không thể tập trung, việc này thật là buồn chán. Vicky, nhìn nè, tôi làm hỏng phần ghi chú rồi. Đợi một chút, tôi nghĩ tôi có cách giúp bạn. Những miếng chanh chua này sẽ có ích cho vấn đề của bạn đấy. Cầm lấy đi. Tôi ghét chanh. Bạn không cần phải ăn nó. Xem nè. Thấy chưa, nó xóa được mực của bút đánh dấu. Wow, bạn đã yểm bùa lên quả chanh đó sao? Được rồi, làm lại nào. Tôi vẫn chưa thể tin thủ thuật với chanh này thực sự hiệu quả. Kiểm tra lại xem. Xoa một ít chanh lên dòng đánh dấu nguệch ngoạc này. Nhìn kìa, nó thực sự hiệu quả. Được rồi, Columbus có 3 con tàu. Nina, Pinta và Santa Maria. Wow, bụng mình đang kêu ư? Xuyệt, phải 2 tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa. Thật xấu hổ. May là tôi có mang theo một chút đồ ăn nhẹ. Hy vọng tôi có thể có được viên màu đỏ. Đó là vị yêu thích của tôi. Không được ăn vặt trong lớp cô gái. Bạn sẽ phải chờ cho đến giờ ăn trưa. Được rồi, tôi sẽ cất nó đi. Được rồi, mình hoàn toàn có thể đợi đến giờ ăn trưa, chỉ cần mình tập trung. Nghĩ lại thì... Wow, tôi vẫn còn một thỏi keo dán. Dường như Vicky vừa nghĩ ra một ý tưởng thú vị. Nếu bạn phải giấu đồ ăn vặt trong lớp, hãy sử dụng thỏi keo dán rỗng. Phần quan trọng nhất là lấy keo ra, bạn không ăn được nó đâu. Đừng quên cái nắp nhé. Hãy rửa thật kỹ để làm sạch hết hóa chất còn sót lại trong đó. Bây giờ đến phần thú vị đây. Lấy một ít kẹo yêu thích của bạn, như những viên kẹo dẻo này đây, xếp thành một chồng và đặt lên trên ống. Giờ thì vặn nó vào trong, hoàn toàn vừa khớp. Khi bạn phải đợi quá lâu để được ăn trưa, thì ăn vụng trong lớp quả thật ngon tuyệt vời. Đừng lo lắng, chỉ là kẹo dán thôi, không có gì đâu mà. Cô biết đấy, kẹo dán, kẹo dẻo, giống như nhau. Bạn nên nhai thật nhanh, Vicky. Nếu nhân 2, ta sẽ được 245, đó cũng là đáp án cho câu hỏi số 7 trong bài kiểm tra vừa rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Ôi, tiếng chuông vừa cứu chúng tôi. Internet ơi, tôi thèm lướt Internet lắm rồi. Wow, bạn có thấy hơi ồn không, Sophia? Được rồi, bình tĩnh, tôi sẽ tắt nó. Để xem, tai nghe của tôi đâu rồi. Trời ơi, rối như tơ vậy. Sao lại như thế được nhỉ? Đợi đã, tôi nghĩ hộp kẹo cao su này có thể khá hữu ích. Tôi biết rồi. Lấy một hộp kẹo cao su như thế này và lấy hết kẹo cao su ra, dán lên vài hình ảnh vui nhộn. Đáng yêu chứ? Với phần hộp dùng để mở nắp, đục hai lỗ ở một bên, móc vào đó một vòng chìa khóa. Bây giờ, bạn có thể nghe những bản nhạc yêu thích mà không phiền đến ai. Này, Sophia, đi nào, chúng ta đi ăn trưa thôi. Giờ bạn đã có thể giữ tai nghe gọn gàng và ngăn nắp cho lần sử dụng tiếp theo. Và bạn thậm chí không cần phải ném chúng vào túi nữa. Thiên tài! Tôi không thể nhìn thấy mình đang làm gì. Tuyệt, tôi sẽ dùng chiếc kẹp tóc này. Chỉ cần túm tóc ra phía sau và kẹp lại. Không! Chiếc kẹp hỏng rồi. Thật sao trời, hôm nay thật là một ngày tồi tệ. Rất tiếc, cô gái, nó biến dạng rồi. Nếu bạn từng lâm vào cảnh khốn đốn như thế này trong lớp học, chúng tôi có tin tốt cho bạn đây. Hóa ra, những cây bút chì nhỏ này không chỉ dùng để vẽ nguệch ngoạc thôi đâu. Đặt chiếc kẹp lên bàn và đồ keo lên. Tiếp theo, lấy một cây bút chì màu nhỏ và dán nó ở một đầu, theo chiều dọc.
tiếp tục dán cho đến khi che kín toàn bộ kẹp. Càng nhiều màu sắc càng hấp dẫn. Wow, phải nói rằng nó còn đẹp hơn chiếc kẹp ban đầu Mia. Wow, tôi có thể mua một cái như thế này ở đâu? Tôi sẽ nói với bạn, nhưng nó đắt tiền lắm đấy. Đang lướt Instagram trước khi vào lớp hả Vic? Này Vicky, ngày hôm nay của bạn thế nào? Đợi một chút để tôi chụp một tấm hình hoàn hảo đã. Này, cơn gió đó từ đâu ra vậy? Wow, trông bạn thật tuyệt vời. Tôi biết, tôi nghĩ tôi sẽ tự trang điểm một chút. Wow, tôi đây sao? Đáng lẽ tối qua tôi nên đi ngủ sớm hơn. Không thể tin là hôm nay tôi đã mang gương mặt này đến lớp. Trông tôi chán thật. Đợi một chút, tôi biết làm sao để mặt mình tươi tắn hơn rồi. Những cây bút chì màu, hoàn hảo. Đổ đầy nước vào ly và đặt một bó bút chì màu úp xuống. Bây giờ, hãy để chúng ngâm trong nước vài phút. À, nhìn xem kỳ diệu chưa này. Đã 10 phút rồi. Đưa những bé cưng ra ngoài. Bây giờ, các đầu bút chì rất mềm. Bạn có thể dùng chúng như bút chì kẻ mắt. Xem đôi mắt cầu vồng thú vị chưa này. Được rồi Vicky, tôi đã sẵn sàng cho màn ra mắt trên Instagram của mình. bạn thật nổi bật. Bạn đã làm thế nào vậy? Tôi sẽ chỉ cho bạn sau giờ học. Nó dễ làm hơn bạn nghĩ đấy. Ta-da, thấy chưa? Được rồi, chụp ảnh nhanh thôi trước khi lớp học bắt đầu. Tuyệt vời cô gái, nụ hôn cổ điển. Xin chào nữ thần cầu vồng. Được rồi, đã đến lúc bắt tay vào làm việc. Tôi sẽ lấy tất cả những thứ tôi cần chuẩn bị ra đây. Ồ không, tôi đã dùng hết lọ màu hồng mất rồi. Tôi thề tôi chỉ vừa mới mua nó. Ít nhất tôi vẫn còn lọ màu vàng để dùng. Và nó cũng hết sạch. Tuyệt đấy. Chà, điều đó thực sự rất tệ đó. Có lẽ ăn kẹo ngọt sẽ giúp bạn vui lên. Chắc rồi, sao lại không chứ? Wow! Cô ấy bất cẩn quá. Một cơn mưa những viên kẹo. Xem kìa. Wow, tôi không cố ý đâu. Wow. Nhìn ly nước của tôi này. Kẹo làm cho nó có màu xanh lá cây. Tuyệt vời. Trông giống như nó phóng xạ hay gì đó tương tự, phải không? Nếu chỉ một viên kẹo đã làm được như vậy, hãy nghĩ xem còn bao nhiêu màu ta có thể tạo ra. Nếu bạn có một khay pha màu như thế này, hãy thử tạo ra bảng màu kẹo của riêng bạn. Sau khi bạn bỏ một ít kẹo vào, hãy quét một chút nước lên nó. Trông nó giống như màu nước thật vậy. Ai còn cần đến cửa hàng để mua màu nữa khi mà bạn chỉ cần những viên kẹo yêu thích của mình? Wow, các cô gái hẳn đã được truyền cảm hứng từ khám phá tình cờ này. Bức tranh này chắc chắn là xứng đáng để được treo lên tường. Được rồi cả lớp, bạn đã học được bài học quý giá nào từ video ngày hôm nay? Đúng vậy, tư duy sáng tạo sẽ luôn giúp bạn trong mọi tình huống. Và như một phần thưởng cho công việc khó khăn của bạn, đây là một số cảnh quay hỏng. Đừng quên đăng ký kênh YouTube 123Go để được xem thêm nhiều video hữu ích, vui nhộn như thế này nữa nhé. Hẹn gặp lại lần sau!